Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đang đến rất gần. Tuy nhiên, những ngày qua khu vực huyện Lộc Bình có mưa lớn kéo dài, khiến mực nước sông, suối dâng cao, cuốn trôi hoặc gây ngập các cây cầu. Học sinh ở khắp các trường trung học phổ thông Lộc Bình, Lạng Sơn được thầy cô đón đến trường trước ngày thi. Nhà em Nông Thị Tâm, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Lộc Bình, cách trường hơn 30 km. Chỉ một cây cầu nối đường đi học thì nay bị cuốn do mưa lớn kéo dài trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tâm được thầy cô đến tận nhà đón ra điểm thi từ sớm nữ sinh nói mấy hôm trời mưa to em vừa ôn thi vừa lo đến chuyện di chuyển vì cầu bị cuốn trôi mực nước dâng cao rất nguy hiểm may mắn là sau đó xã hỗ trợ làm cầu tạm và nhờ có sự đưa đón của thầy cô em được tiếp thêm động lực Đinh Thảo Nhi cũng lo lắng phát khóc trước kỳ thi quan trọng. Nhà em cách trường 20 km nên em đăng ký với trường vào ở ký túc xá trường phổ thông dân tộc nội chú, trung học cơ sở và trung học phổ thông Lộc Bình để an tâm thi cử. Áp lực trước kỳ thi nhưng em vẫn biết cách tự chấn an bản thân để không ảnh hưởng đến tâm trạng. Tâm và Nhi là hai trong nhiều trường hợp học sinh được nhà trường hỗ trợ đưa tới chỗ an toàn trước khi chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Cô Vi Minh Tâm, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Lộc Bình thông tin, năm nay trường có 468 thí sinh dự thi, trong đó 121 em phải ở trọ. Nhiều học sinh nhà xa, đường đi bị chia cắt do mưa lớn, sạt lở. Cô Tâm chia sẻ một số xã bị sạt lở, đất đá chắn đường, đặc biệt trường có một học sinh nhà cách trường 30 km phải đi qua sông nhưng cầu bị cuốn trôi không thể qua được. Chiều 26 tháng 6, tất cả học sinh được phụ huynh nhà trường đón đến khu trọ, ký túc xá, nhà người thân để sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Hiệu trưởng cho biết thêm, nhà trường cũng đã bố trí giáo viên hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong quá trình ăn uống, nghỉ ngơi. Đối với những em không có xe thì sắp xếp xe để đưa đón các em đến điểm thi. Thầy Nguyễn Phương Nam, bí thư đoàn thanh niên trường trung học phổ thông Lộc Bình nói thêm: "Hiện nay các em cơ bản đã ổn định ở chỗ trọ, tôi cũng đến tận nơi để kiểm tra tình hình, hỏi han và động viên các em. Nhìn thấy học sinh vượt qua quãng đường nhiều khó khăn an toàn đến điểm thi, thầy cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm."